Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn của mình gặp phá cái đầu tiên nha. Bully. Đây là một tựa game mà trong trường học. Nhưng mà tựa game này thì những các bạn học sinh rất là thích đánh nhau. Welcome to this course. Ok. Trong tựa game này thì các bạn học sinh rất thích đánh nhau luôn. Đó, rất thích cái sự mình cứ chạy ra đi đã. Để tính sau. Rồi, mình sẽ chạy vào trong ngôi nhà này. Let's go. Rất máu đánh nhau luôn. Hello there, ma'am. Ok, let's go. Đây là một hiệu trưởng. Yes. Hiệu trưởng của trường. So here I am at probably the worst school in the country, whose alumni are nothing but arms dealers, serial killers, and corporate lawyers. Real scum. And that old creep thinks he can tame me? We shall see, my friend. I only give people what they have coming to them. Where's your uniform, young Hopkins? Run along now, child. Okay, let's go. Why do I get so nervous around boys? What are you doing, man? Hey, no trying to get away. This school is falling apart. Looks like your mom's about to change your pants. So long. See you later. I don't feel bad about calling you names. Các bạn nên nhớ khi đánh nhau thì tránh những cái người có cái màu đỏ đây. Vì những người đó thì các bạn sẽ không đánh được đâu. Ok, ba anh chàng này muốn đánh nhau rồi. Mình sẽ xử lý ba anh chàng này. Let's go. Ok, anh ta khiếp rồi. You're dead, new kid. Dead. Hey, you, break it up. That's enough of that. Break it up. Why are you not in your uniform, young man? Go change immediately. May sao có anh chàng này đến không thì ông kia sẽ tiêu diệt mình ngay. Tại vì anh chàng kia rất là khỏe và to. Hey, you're the new kid. Yeah. Okay, và đây là một người bạn của mình. Người bạn này thì chuyên bị bắt lạc. I'm so angry. Oh my god. Dám đánh nhau mình à? Let's go. Đây là một trường học chuyên đi đánh nhau. Chuyên đánh nhau lên trường. Không hiểu học sinh kiểu gì. I'm coming, Mr. Casey. À, còn ai thích đánh nhau không nào? Ok. You look like you'll fit right các bạn thích, yêu thích đánh nhau trong trường học thì các bạn có thể chơi game này và download game này về. Rồi mình sẽ phải tiêu diệt anh chàng này xem. No way is right. Xem có ai gây sự với mình không? You're really making me angry, okay? Ẩy nhau mình rồi. Let's go. Look at the new kid. What a fool. You wanna fight? Ok, mà anh chàng kia vẫn chưa nhìn thấy. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái game tiếp theo. GTA. Let's go. Ok, hiện tại mình đang bị 2 sao. Wow, bây giờ phải đi trên chiếc xe ô tô. Xem có xe ô tô nào không.
rồi chạy trốn thoát khỏi đây, không thì sẽ bị tiêu diệt chết. Có cả máy bay đang truy tìm mình rồi. Oh my god. Không nhảy lên trên này à? À đây rồi. Ok, đi xe thôi. Chúng ta phải cảnh sát không? Chưa rồi, xe mình bị bánh bị hỏng rồi. Let's go. Xe sắp lẩu rồi. Grove Street, home. At least it was before I fucked everything up. Come on, tough guy. Ok, chạy vào đây đã. Oh my god. Rồi, let's go. You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice. Khi các bạn làm nhiệm vụ thì các bạn sẽ được dần dần rồi giảm trừ đi cái sao của các bạn. Và các bạn đã vào được một băng nhóm áo màu xanh. Đây là những nhiệm vụ mà trích từ game GTA. Và cái game GTA chính thống của nó thì nó rơi vào hơn 80 giây. Rất là cao luôn. Ở đây chơi thì tầm khoảng 5-6 giây thôi. Ok, let's go. Wow, mình vẫn đang bị 5-2 sao. Đó, và các bạn có thể đi làm nhiệm vụ. Wow, cảnh sát này leo mình. Mình sẽ bỏ nhiệm vụ này và sẽ đi trêu cảnh sát. Let's go. Yeah, ok. You're blocking my way. Hey, what's going on, man? You and me, let's go. Vì anh chàng này thấy mình 2 sao cho nên là không dám đánh nhau mình, mặc dù là anh ta cầm khẩu súng. Chạy trốn luôn và các bạn có thể đi sơn xe. Đó, ok. Rồi, và bây giờ các bạn cùng mình khám phá tựa game tiếp theo nha. GTA 3. Let's go. Wow, đây là một băng nhóm rất là hùng mạnh. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Ok, lên trên xe thôi. Thank you.
Rồi, let's go, let's go. Qua bên này. Mình sẽ đi bên này cho nhanh và ngắn gọn hơn. Sau có đường tắt không? Không có đường tắt. Bắt buộc phải đi bên này rồi. Let's go, let's go. Rồi, chuẩn bị có chỗ quay. Chỗ này rồi. This is the place right here. Let's get off the street and find the danger close. Đây là nơi các bạn có thể lưu và các bạn có thể gọi là thay quần áo ở trong này. Đây là như kiểu là một cái khu mà các bạn được ông này cho các bạn là nơi ở. Rồi mình sẽ làm bắt đầu này. Khi đó thì các bạn lại vào trong game. Các bạn có thể chơi theo nhiệm vụ của trong game này, hoặc các bạn có thể chơi theo kiểu gọi là nghịch tội trong đường phố. Let's go. Có thể đi trêu cảnh sát, rất là nhiều trò. Rồi, let's go. Let's go around the back and use the service door. Đó, rồi các bạn hãy đi tìm đến điểm của các bạn đang cần. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. So Bros. Let's go. Let's go. Cedar Bluffs. Mình chọn một nhân vật rất là to. Hai anh chàng này dám định đánh nhau với mình. Wow, wow, mình suýt chết rồi. Đau thật. Oh my god, chết rồi, rất là đông người đánh mình luôn. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Sleeper. Try Sleeper. Sleeper Try. Ở đây là một tựa game mà các bạn sẽ phải nhập vai một anh chàng cảnh sát, sau đó thì sẽ đi tiêu diệt những băng nhóm buôn lậu ở trong tựa game này. Ok, không biết có lên update gì không, xem có cái gì update không, mình sẽ vào ở đây trước đã. Ok này, vào đây, update. Let's go, let's go tiếp. Vào đây. King Kyo. Ok. Down.
show. Không biết đủ tiền không? Không đủ tiền. Có một phần mua. Wow. Chưa đủ tiền rồi. Không mua được. Ok. Còn lại chắc là mình sẽ phải bắn súng lục rồi. Skin 5. Đúng rồi, chuẩn luôn. Bắn thì bắn thôi. Kim một, ok, xin anh chào này. Được rồi. Wow, cái đạn rồi. Skin 10, wow, skin 10 người. Khó này. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Virtual Lesson. Đây là một tựa game đua xe khá là hay và thú vị. Ok. Quay ra rồi update cho xe của mình. Ra đây. Cho biết thì đó thì các bạn sẽ đuổi được theo anh chàng kia thôi, đơn giản thôi. Rồi tiếp tục update cho bên này. Đó, khi đó các bạn đua, các bạn 100% sẽ thắng luôn. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Race Moto. Let's go, Dream Relay.
Okay, let's go. Freeze motor. Let's go. Tối game này các bạn chơi nhưng mà các bạn tránh va chạm vào người khác nha. Nếu mà va chạm vào các bạn dễ sẽ bị thua ngay. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ cố gắng để lên top 1. Let's go. Rồi, tránh va chạm vào những anh chàng này. Đổ cua. Ok, let's go. Chỉ cần vượt qua thôi, lên top 1 là mình sẽ không sợ va chạm gì cả. Va chạm đáng là dễ thua ngay. Ok, tránh va chạm. Rồi, let's go, let's go. Ok, và bây giờ thì cùng mình khám phá tới gần tiếp theo nha. Let's go. Rồi, let's go. Boom. Rồi, bắn vào đây đi. Tiếp tục cái này, một cái búa. Wow. Ở đây thì sau đó thì mình sẽ làm một quả thuốc nổ đây. Anh chàng này rơi xuống cũng chết ngay. Ở đây là gì? Bắn anh chàng này. Wow, những anh kia vẫn đang còn sống này. Lại thôi. Vẫn chưa trôi vào những anh kia. Đây xem như thế nào. Rồi đi. Wow, bắt buộc bắn cả này thôi. Let's go. Wow, let's go. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.